không nên áp đặt tiêu chuẩn tự do tôn giáo của mình cho quốc gia khác. USCIRF, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ, trong tháng 5 vừa qua đã công bố bản báo cáo thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế. Việt Nam bị cơ quan này đưa vào danh sách cần quan tâm đặc biệt về tình hình tự do tôn giáo. Cơ sở căn bản đánh giá, quy kết vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam của tổ chức này, các tổ chức tôn giáo độc lập đều nằm ngoài vòng pháp luật. Các tổ chức tôn giáo buộc phải được nhà nước công nhận thì mới được hoạt động tại Việt Nam. Những năm trước đây, tổ chức này liên tục tấn công vào luật tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, xem đó là bằng chứng vi phạm tự do tôn giáo của nhà nước Việt Nam. Lý do cho tiêu chuẩn tự do tôn giáo trên xuất phát từ Hiến pháp Mỹ trong tu chính án 1 của luật về các quyền The Bill of Rights, sau này còn gọi là tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, viết: Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào liên quan đến việc thành lập một tôn giáo, hoặc cấm tự do tín ngưỡng, hoặc hạn chế tự do ngôn luận, tự do báo chí, hoặc quyền của người dân hội họp một cách hòa bình và kiến nghị chính phủ sửa chữa nhưng bất bình. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đó của Hoa Kỳ có thực sự đem lại quyền tự do tôn giáo đích thực cho người dân Hoa Kỳ? Tiêu chuẩn đó có phù hợp với các quốc gia tôn giáo, nhà nước Vatican, quốc gia có quốc giáo, trường hợp các quốc gia Hồi giáo và quốc gia đa tôn giáo nhưng có một tôn giáo được nhà nước đề cao, trường hợp Hoa Kỳ? Tiêu chuẩn đó có phù hợp với Việt Nam, một quốc gia đa tôn giáo và luôn chủ trương các tôn giáo bình đẳng về mọi mặt, chiếu theo tiêu chuẩn tự do tôn giáo của Hoa Kỳ? Với tư duy logic bình thường, có thể thấy ngay một số điều bất thường tiêu biểu được liệt kê dưới đây. Thứ nhất, đối với quốc gia tôn giáo như nhà nước Vatican hay một số quốc gia có quốc giáo thì liệu USCIRF có đưa những quốc gia này vào danh sách cần theo dõi đặc biệt vi phạm tự do tôn giáo, danh sách CPC kia không? Nếu Hoa Kỳ làm điều này, đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ rước thêm khá nhiều quốc gia, dân tộc thù địch với mình. Vậy, Hoa Kỳ còn nên áp đặt tiêu chuẩn tự do tôn giáo kia nữa không? Nếu có, thì phải chăng Hoa Kỳ đang nuôi dưỡng tiêu chuẩn kép, tức là chỉ một số quốc gia không đi theo tiêu chuẩn tự do tôn giáo của Hoa Kỳ sẽ bị đưa vào các danh sách quốc gia vi phạm tự do tôn giáo, còn đa số các quốc gia vi phạm tiêu chuẩn còn lại này là ngoại lệ? Thứ hai, chính nội tại Hoa Kỳ có thực sự đảm bảo tiêu chuẩn tự do tôn giáo này không? Hoàn toàn không. Dẫn chứng quả thật hơi nhiều, chỉ xin dẫn chứng một số ít. Hoa Kỳ từng ban hành sắc lệnh 13769 nhằm ngăn cản người Hồi giáo nhập cư và hàng loạt sắc lệnh khác hạn chế, ngăn cấm sự phát triển Hồi giáo tại Hoa Kỳ với lý do đảm bảo an ninh quốc gia. Vậy có thể nói Hoa Kỳ không có tự do tôn giáo trong trường hợp này không? Tỷ lệ dân số theo Thiên Chúa giáo ở Hoa Kỳ rất cao, khoảng trên 70%, bởi vậy Thiên Chúa giáo được nhà nước đề cao hơn các tôn giáo khác. Nhiều hoạt động chính thức của nhà nước gắn liền với Thiên Chúa giáo, như trong các kỳ họp quốc hội thường bắt đầu bằng việc cầu kinh Thiên Chúa giáo. Trong nghi thức nhậm chức, tân tổng thống phải đặt tay lên một cuốn kinh thánh để tuyên thệ, và trên đồng đô la Mỹ có ghi dòng chữ In God We Trust, chúng ta tin tưởng vào Chúa. Chính phủ đề cao Thiên Chúa giáo như vậy có phải là sự phân biệt đối xử với các tôn giáo khác? Hệ lụy là các tôn giáo khác thường chịu nhiều thiệt thòi, tư liệu rất nhiều được các tổ chức, nhóm nghiên cứu người Mỹ thực hiện qua các cuộc điều tra xã hội học. Mời chào Google. Theo nhận xét của chính các học giả Hoa Kỳ, Hiến pháp Hoa Kỳ đã không đảm bảo được một cách thực sự quyền tự do tôn giáo ở nước này. Nó mới chỉ nêu ra quyền tự do lựa chọn tôn giáo, nhưng ở nhiều bang vẫn còn những hành động không khoan dung tôn giáo đối với các tôn giáo thiểu số. Nói đến quyền tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ, thực ra chỉ nói đến quyền tự do lựa chọn tôn giáo và tự do thực hành các lễ nghi tôn giáo. Công dân Hoa Kỳ có thể tự do lựa chọn tôn giáo, nhưng họ lại có ít tự do để từ bỏ tôn giáo. Thông thường, mỗi người dân Hoa Kỳ đều phải là một tín đồ một tôn giáo nào đó và tham gia vào một tổ chức tôn giáo nào đó. Trong cuộc sống thực tế, trước đây những người theo các tôn giáo thiểu số thường bị đối xử bất công. Còn ngày nay, những người không theo tôn giáo hoặc có thái độ thờ ơ với tôn giáo là những người có đặc điểm vô thần, thường bị hạn chế về quyền lợi. Sự hạn chế này ở một số bang còn được quy định trong các đạo luật của bang. Trong hiến pháp của nhiều bang còn có những điều khoản chống lại hiến pháp của liên bang về quyền tự do tôn giáo. Thí dụ, trong hiến pháp của bang North California có ghi: tất cả những ai phủ nhận sự tồn tại của Chúa Toàn Năng sẽ không thể giữ bất kỳ chức vụ nào trong các cơ quan dân sự của bang. Trong luật của bang Arkansas cũng có quy định tương tự.
Thậm chí, những người không tin Chúa ở bang này còn bị truất quyền làm chứng trước tòa án. Trong hiến pháp bang Delaware còn có điều khoản quy định tất cả các công dân của bang này bắt buộc phải tới các cơ sở tôn giáo công cộng. Có thể nói rằng quyền tự do tôn giáo ở Hoa Kỳ chỉ được hiểu là quyền tự do lựa chọn tôn giáo, chứ không được hiểu là quyền tự do không theo tôn giáo. Tất cả những người có thái độ phủ định tôn giáo đều bị coi là chống lại nguyên tắc tự do tôn giáo. Phần đông người Mỹ cho rằng một người Mỹ chân chính phải là một tín đồ tôn giáo. Giới khoa học Hoa Kỳ thì cho rằng việc đề cao tôn giáo nói chung đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập môn sinh học ở đất nước này. Ở nhiều trường công, tuy được phép dạy thuyết tiến hóa của Darwin, nhưng giáo viên không dám đưa vào chương trình giảng dạy vì sợ bị trù dập hoặc phụ huynh kỳ thị. Tiêu chuẩn tự do tôn giáo của Hoa Kỳ dung dưỡng cho hành động kỳ thị đức tin và tôn giáo khác. Điều này hoàn toàn bị nghiêm cấm trong luật pháp Việt Nam. Trường hợp mục sư John đòi đốt kinh Quran là một ví dụ. Thứ ba, những hành động lợi dụng tự do tôn giáo vi phạm pháp luật có bị xử lý hay không? Lấy một ví dụ, tháng 4 năm 2008, cảnh sát bang Texas đã đột nhập giải tỏa khu liên hợp là nơi sinh hoạt của giáo phái Đa Thê, giải cứu hơn 500 trẻ em thường xuyên bị đánh đập, hành hạ hàng trăm phụ nữ, kể cả vị thành niên bị bắt làm nô lệ tình dục. Vị giáo chủ ở đây có tới 150 vợ. Vụ việc đã được đưa ra xét xử tại tòa án Texas. Đây là một trong số những bằng chứng cho thấy chính phủ Hoa Kỳ vẫn phải quản lý các tôn giáo và xử lý bằng pháp luật, chấn áp nếu có vi phạm pháp luật. Đây chính là điều mà Việt Nam và đa số các quốc gia trên thế giới đều phải làm để giữ ổn định trật tự xã hội. Đây cũng là yêu cầu bắt buộc đối với mọi quốc gia được tổ chức và vận hành bằng mô hình nhà nước pháp quyền. Cá nhân và tổ chức phải có trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc gia. Không có thứ tự do tôn giáo nào buộc nhà nước phải bỏ qua cho công dân vi phạm pháp luật hoặc phải trả tự do cho họ với lý do tôn trọng quyền tự do tôn giáo khi họ xâm hại trật tự an toàn xã hội. Thế nên, việc các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam cần được nhà nước công nhận, nhà nước quản lý các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng bằng pháp luật như mọi hoạt động xã hội thông thường khác, cũng giống như sắc lệnh 13769 của Hoa Kỳ vậy. Tôi không biết anh là ai, mục đích của anh là gì, anh tuyên truyền cái gì, giáo lý của anh ra sao, tín đồ của anh thế nào, thì sao tôi có thể để anh hoạt động được? Tức các hoạt động tôn giáo không ai cấm cản, nhưng phải khai báo, qua quá trình kiểm tra thì mới được phép hoạt động là điều đương nhiên. Cứ lập bừa một tôn giáo hoặc tự nhận mình là tín đồ tôn giáo để rồi thoải mái lừa đảo, thực hiện hành vi khủng bố thì ai sẽ chịu trách nhiệm trước nhân dân? Thực tế ở Việt Nam xảy ra rất nhiều trường hợp lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để tuyên truyền mê tín dị đoan, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản, thậm chí là tham gia vào các hoạt động khủng bố, làm cho rất nhiều người dân vô tội trở thành nạn nhân, vướng phải vòng lao lý, mất trắng tài sản, gia đình tan vỡ. Chẳng hạn như trường hợp của Thiền Am bên bờ vũ trụ đã được các cơ quan điều tra xác minh và bị xử lý với các tội danh như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi quyên góp và loạn luân. Việc ngăn chặn xử lý các cá nhân, tổ chức tôn giáo vi phạm pháp luật là cần thiết và được tất cả người dân ủng hộ. Bởi mỗi quốc gia dân tộc đều có truyền thống lịch sử, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng riêng của mình. Luật pháp của mỗi nước được xây dựng dựa trên các truyền thống đó. Vì vậy, việc áp đặt tiêu chuẩn tự do tôn giáo của quốc gia mình và các quốc gia khác như Hoa Kỳ là điều vô lý, vô lối, không thể thực hiện được và không thể chấp nhận nổi.